Tối ngày 22 tháng 9, ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, chiều hôm qua vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia đã ban hành bản tin khẩn cấp. Lúc 18 giờ ngày 22 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Sông Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc Tây Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Đến chiều 18 giờ ngày 23 tháng 9, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 270 km, cách bờ biển Bình Định khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Theo ông Năng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên toàn bộ vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, thậm chí Khánh Hóa cần đề phòng có gió mạnh cấp 7 đến 8, giật cấp 10. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm có thể có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8. Đối với đất liền, mặc dù không có gió mạnh nhưng đề phòng gió giật cấp 7 đến cấp 8. Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 150 đến 250 mm mỗi đợt, có nơi trên 300 mm mỗi đợt. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm mỗi đợt, có nơi trên 150 mm mỗi đợt. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm mỗi đợt, có nơi trên 250 mm mỗi đợt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Chiều tối ngày 22 tháng 9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng có công điện gửi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Kiên Giang và các tỉnh khu vực Tây Nguyên thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, duy trì thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dòng lốc có thể xảy ra.